mà nguyên sắp thế này, thường mình gọi mỏng tươi. Tại vì hàng này mình chỉ không qua sơ chế gì nữa, mình chỉ thu hoạch đóng thôi. Các bạn xem video nhớ đăng ký hoặc là comment lại ý kiến phản hồi cho mình nha. Và nhớ bấm cho mình đăng ký để mình có video tiếp theo thì các bạn có thể xem được. Đây là mật ong, thường ngoài Bắc thì nó gọi là ong bánh tổ, trong Nam thì gọi là mật nguyên sáp, còn đấy với tên sản phẩm mình đang sử dụng là ong tươi nha, thương hiệu của ong xanh. Nó sẽ còn đóng hộp này nữa để mình đem vào đây cho các bạn xem. Đây cái hộp thế này, và nó sẽ có thêm bao bì bên ngoài. Cái này rồi chưa xong nha các bạn, còn thêm có bao bì nữa. Có biến. Tai nạn nghề nghiệp. Nếu bạn bị ong chích thì có thể lấy một ít mật. Bạn tha vào thì tác dụng giảm đau trong vòng khoảng 30 giây thôi là mình cảm thấy bớt đau ngay. Thường làm ong là bị ong chích xuống à, biết rồi quen. Giờ cho mình chắc phải mỗi ngày về mũi chắc 5 năm rồi, nó cũng khoảng ngàn mấy mũi thôi. Biết rồi, ong chích nó chỉ hơi đau một chút rồi nó sưng nhẹ rồi cũng hết, chứ nó không còn như lúc xưa nữa. Lúc mà mới nuôi là nó chỉ cần chích ở đây thôi là nguyên cánh tay sưng lên, sưng trong vòng 3-4 ngày nó đầu mới giảm lại. Vậy mà cũng gán nuôi tới giờ đó. Tôi giới thiệu các bạn một số dòng sản phẩm mình nha. Đây cái chai này là chai đầu tiên, sản phẩm này là đầu tiên bên mình, sản phẩm này là gọi sản phẩm khởi nghiệp nè, khởi nghiệp của công ty ong xanh. Đây là cái dòng sản phẩm đầu tiên mình nuôi, mình phát triển nó năm 2017 lúc mà mình mới hình thành doanh nghiệp. Sản phẩm này mang thương hiệu Organic. Thật ra mình đang theo cái tiêu chuẩn này, đang cố gắng theo tiêu chuẩn này, vẫn chưa đạt nổi chứng nhận. Do cái chứng nhận Organic của Việt Nam nó vô cùng khó. Khó từ quản lý nguồn nước, quản lý đất, quản lý vùng nuôi, quản lý tất cả mọi thứ. Vô cùng khó nha các bạn. Và những cái mà mình đang bắt đầu làm được, chẳng hạn như mình đang chuyển sang tất cả đều nuôi kế hết. Tất cả các thùng ong đều có đánh số để quản lý đàn, quy trình kiểm soát chất lượng. Sắp tới đây là mình đang xây nhà xưởng theo tiêu chuẩn HACCP. Các bạn nào muốn hiểu rõ hơn về cái tiêu chuẩn đóng gói thì có thể comment bên dưới, mình chỉ nói sơ thôi ha. Rồi sản phẩm này là sử dụng mật ong tầng kế. Sau khi mình thu hoạch được thì mình sẽ đóng chai như thế này, thị phần dao động khoảng 22% nha. Phần 22% đều có tem truy xuất nguồn gốc, sản phẩm đạt tiêu chuẩn, cái này không phải tiêu chuẩn mà gọi là cái chương trình mỗi sáng sản phẩm của tỉnh Sóc Trăng. Đây là sản phẩm 3 sao. Một số khách hàng đó yêu cầu là muốn mật có nguyên cục sáp. Nguyên cục sáp đây là sản phẩm thứ hai của đơn vị mình, thứ hai có nguyên cục sáp. Thì mình cũng cố gắng đáp ứng yêu cầu khách hàng luôn, để cục sáp cho khách hàng luôn, để người ta múc, người ta sẽ múc cái cục sáp này người ta ăn, người ta nhai. Khách rất là thích, đặc biệt là khách du lịch nha, mình bán nhiều ở này bên mảng du lịch. Cái sản phẩm này giá là 215.000 300g, mình tính gram nha, viên loại này tính gram, loại này tính lít. Giá mật ong chai này là 200.000 một lít, cái lộn 200.000 nửa lít, chai này là nửa lít, chai này 200, hũ này 215.000 là có nguyên cục sáp, vẫn là lấy từ cục sáp cái tầng kế ra, nhưng mà có thêm cục sáp để vô luôn. Tại sao nó mắc hơn cái chai này? Tại vì cái hàng này là hàng tuyển chọn, tức là mình không có thu hoạch đồng loạt được, mình phải lựa rất là kỹ để sản phẩm nó không bị lên men nha. Hàng này là hàng tuyển, hàng này là hàng sử dụng thu hoạch đồng loạt, tầng kế thu hoạch đồng loạt, các bạn phân biệt được ha. Rồi thằng này là loại dung tích lớn hơn của thằng này, giá là 285.000
nó chênh lệch nhau 200g, nhưng mà giá nó chênh lệch 70.000 thôi. Tại vì các bạn làm lớn là hay làm hũ lớn hay hũ nhỏ đều phải tốn một công đóng gói, một bao bì, một nhãn mác. Mình mua hàng lớn thì loại lớn thì kinh nó sẽ kinh tế hơn nha, kinh tế hơn, chi phí sẽ rẻ hơn. Rồi ok, còn một loại nữa đây, mật ong giá rẻ cho các bạn 185.000. đây 185.000 một lít. Tại sao giá rẻ? Thứ nhất, cái tiêu chuẩn quản lý chất lượng của con này rất là dễ nha. Mà thằng này rất là dễ, tức là mình thu hoạch rất là dễ. Mình sử dụng tầng này nè, tầng dưới cùng. Bình thường mình sẽ nuôi nhiều tầng để mình tách riêng cái tầng sinh sản này, ông Nam mình sẽ thu hoạch tầng này. Còn đối với mật ong miền Tây thì mình thu hoạch tầng này, giá rẻ. Quay trở lại, giá rẻ thì nó được cái gì? Nó sẽ được là nó có sự khác biệt gì chứ, tức là chất lượng nó không bằng này, nó không có nhiễm đường gì hết trơn nha. Cái này là khẳng định. Thứ hai, màu sắc nó không bằng. Này các bạn cũng có thể thấy chất liệu của con này là chai nhựa. Nói chung về từ bao bì cho tới chất lượng nó đều thua con này hết. Vậy mình sử dụng này để làm gì? Các bạn pha chế nấu nướng ok thoải mái luôn, nhưng các bạn uống thì nên uống này, hàng chất lượng đảm bảo cho các bạn luôn. Còn này mình pha chế hay là mình nấu nướng gì thoải mái nha. Mỗi một loại đều có công dụng riêng. Bình thường người ta vẫn bán cho các bạn loại này để uống nha, người ta bán cho các bạn loại này để uống, nhưng mình khuyên các bạn sử dụng mật này, gọi là mật truyền thống mình nè, sử dụng nuôi bình thường rồi xong rồi mình đưa qua máy móc xử lý, mình uống bình thường không có gì hết, nhưng mà nó không tốt bằng này đâu. Này cái hàm lượng dược tính nó có thể nó cao hơn nha, tại vì mật này là mật chính, mật này là mật chính chưa đạt vậy đi. Rồi Sóc Trăng nó rất là nhiều loại trái, nhưng mà cái đặc biệt mùa hè mình sẽ khát nước thì mình sẽ uống, mà uống thì thường là mật ong pha chanh và ong pha tắc. Ở đây mình có sẵn là mật ong tắc cho các bạn luôn, mật ong tắc. Trong đây thì nó có mật ong, có tắc, nó sẽ có thêm thành phần là đường nữa nha các bạn. Mật ong với tắc không uống nó sẽ rất là bị gắt, thì mình dằn một tí đường. Ở đây là pha chế sẵn cho các bạn tận dụng được cái nguồn cái vườn tắc ở những hộ quanh xung quanh mình hợp tác, mình làm được sản phẩm này. Một chai này rất là rẻ, chỉ 90.000 thôi. Đây giờ mình pha với nước để mình uống, rồi bỏ đá vô bao ngon nha. Rồi còn nữa, hũ này 285.000 một hộp nửa ký. Hộp nào được nửa ký mới bán, hộp nào không đạt nửa ký là không xuất ra thị trường. Cái đó mình báo cho các bạn biết để các bạn yên tâm. Rồi, đây quy cách đóng gói bên mình. Còn thùng có nhiều loại thùng. Loại này thì thùng 12 chai. Thùng 12 chai. Thường mình xuất sang đại lý xuất thuận, mình không có bán lẻ. Còn đối với các bạn mua lẻ, mình vẫn bán. Mình sẽ để cái link bán hàng lên cho các bạn nha. Mình có link bán hàng riêng, có thể là đặt qua Shopee hoặc Lazada gì đó. Đây có đợt rồi có một số anh em nuôi ong chung thì mình có hỏi những sản phẩm này, thì các bạn chỉ nói là người dân chỉ thích sử dụng những chai mật ong đóng nút lá chuối thôi, người ta không thích xài loại này. Riêng mình đây, còn cái đó là nhận định của mấy anh em đó. Còn nói riêng mình, sản phẩm mình đưa ra là phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Cái thứ hai là mẫu mã nó phải hoàn thiện, chứ không thể nào mà làm nửa vời được. Mình cũng là thuộc dạng cái tiếp người cầu toàn, cho nên là sản phẩm đưa ra là nó phải ưng ý, và mình chỉnh từ chút nha, mình chỉnh từ chút, từ quản lý bao bì cho tới tem nhãn. Tuy là dòng có những dòng giá rẻ thiệt, nhưng mình đầu tư rất là nhiều. Nói nhiều quá mà không biết là có ai hiểu được cái cách mình làm không.
thì mình làm luống nào mình đặt chất lượng lên hàng đầu để cái sản phẩm nó ra cuối cùng là hài lòng cho người tiêu dùng, mà cái tâm huyết mình bỏ ra trên mỗi sản phẩm nó cũng gọi là nó đặt hết tâm huyết vào đó. Hy vọng là mọi người đón nhận một cách gọi là có thiện chí. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, kênh Ông Xanh, để mình có video tiếp theo các bạn sẽ thấy được nha. Xin chào và hẹn gặp lại.